Chiều ngày 20 tháng 9, tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ hai với chủ đề Thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số. Tham dự có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn hội thảo khoa học trẻ việt nam toàn cầu lần thứ hai là tiếp nối thành công từ hội thảo lần thứ nhất hội thảo lần này được tổ chức thiết thực hơn có nhiều điểm đổi mới thu hút sự quan tâm tham gia của các tác giả các đề tài có tính ứng dụng cao có khả năng đóng góp trên mọi lĩnh vực ngành nghề trong cuộc sống với chủ đề thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số phù hợp với bối cảnh xu thế tất yếu khách quan qua 6 tháng phát động, hội thảo lần thứ hai đã thu hút 431 đề tài công trình nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực kinh tế tài chính, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn của 1.500 sinh viên, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước. Đây là minh chứng rõ nét về sự cần thiết của một sân chơi sâu về học thuật dành cho các trí thức trẻ, thanh niên, sinh viên Việt Nam. Bốn bài báo khoa học xuất sắc nhất đã được trình bày tại hội thảo gồm: Đề xuất mô hình tích hợp quản trị vườn thông minh theo chuẩn Sensing API và công nghệ LoRa, Trường Công nghệ Thông tin Truyền thông của Trường Đại học Cần Thơ; Sự phản kháng của người tiêu dùng đối với hình thức tiếp thị liên kết trên mạng xã hội của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; Đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng trong bối cảnh chuyển đổi số, vai trò của thanh niên Công an nhân dân của Học viện Cảnh sát nhân dân nhận thức của học sinh trung học phổ thông Hà Nội về tác động tiêu cực của mạng xã hội tới bạo lực học đường của trường Đại học Hà Nội. Theo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, kết thúc hội thảo, các đề tài công trình nghiên cứu có chất lượng cao sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để hoàn thiện các công trình đề tài hướng đến việc công bố quốc tế. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho 4 báo cáo xuất sắc nhất nói trên.